Thập thò gì đấy? Thập thò gì đâu. Đêm hôm đang buồn đang chán mà nhìn thấy cảnh này còn buồn hơn. Đến bây giờ em mới biết tại vì làm sao mà chả có đứa nào nó quan tâm, chả đứa nào nó yêu cả anh ạ. Là vì em không có tiền. Tháng trước á, em vừa mới xin đi làm bưng bê ở quán. Hôm nay vừa được nhận lương xong, cầm chưa tiêu được đồng nào, đã phải đền đến một nửa vì làm vỡ bát đĩa của người ta. Chứ ông định vay bao nhiêu? Anh buồn cười. Anh cứ nhìn thấy mặt em là anh cứ tiền. Không tiền thì định chuyển người khác. Sao anh biết? Em vừa có suy nghĩ đấy ở ngay trước cửa phòng anh ấy. Bỏ đây xuống đi. Anh dạy em học xong nhá. Anh dạy em học tà thu đi. Nhớ. Dẹp đi. Anh dạy em đi. Em hứa với anh là em sẽ học hành cực kỳ chăm luôn. Nhớ anh nhá. Anh dạy cho bao nhiêu người khác thì được, em ngay cạnh phòng anh sao anh không dạy được? Cắt nó ăn thề. Đấy. Nhưng mà trước tiên là phải tìm được một người để cho mày thực hành cái đã. Mà anh nghĩ cái đấy thì hơi khó. Khó? Quá dễ luôn. Cái gì? Mày điên à? Xăm ấy ạ? Em cũng thích lắm. Nhưng mà bao giờ mình làm ạ? Thử đi rồi xem. Mẹ. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước hữu tình. Tôi dọn nhà vệ sinh rồi mà. Bạn đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhớ. Đương nhiên. Hứa đi. Tôi hứa. Tôi vì bạn mà tôi làm tất cả. Được chưa? Mày kêu cái gì đấy? Tiếng dân tộc em. Là gì? Trời ơi, chết mất. Xong nữa không con? Thôi ạ. Kinh với mẹ. Dứt khoát ra, mày làm cho nó mờ. Con về ngủ trước đây. Yêu nào? Giống như lợn. Em không hiểu nó đang cười hay đang khóc nữa. Đồng quá nó kêu đấy. Xong rồi đấy. Tay là chuẩn đấy. Được không ạ? Quá năng khiếu luôn. Thế mà cũng hết toán lên. Ôi, cháu phải gồng mình hết sức rồi đây. Này nó đã bị đứt nét này. Sau mày làm mày phải căng da ra rồi hạng gì chứ. Nhưng mà anh, em có tin năng khiếu ấy nhỉ? Chưa độ ôm nghe được đâu. Dọn đồ đi. Ok anh. Xong rồi. Con lợn này. Thôi, tính này, tính ngủ thôi. Về được không? Hẹn này. Phá làng phá xóm này. Cơm ông làm cái như đau đẻ.